Tết sắp đến, đây cũng là lúc mà ông trời con Hitler nghĩ ra khối trò nghịch ngu, nghịch dại, nghịch mất dạy. Thời đó đám dị nhân gia trang cứ phải nói là vừa chơi game vừa phải trông chừng ông nhõi vì sợ có án mạng xảy ra. Mà tôi cũng không biết bản tính nghịch ngu này của nó là do trời ban hay là do tập luyện. Tôi chỉ biết mỗi lần nó nghịch thì cả quán cũng sấc bấc sàng bàng. Người đầu tiên và thường xuyên phải chịu đựng những cái ngu không giới hạn của nó không ai khác ngoài ông bố Tẩm Dương thần thánh của nó. Anh Dương nghiện game nên thường bị chị Lan đuổi đánh. Và để hỗ trợ cho ông bạn mình dễ dàng tẩu thoát mỗi khi bị vợ đổ sát, anh Kiệt bố trí cho anh Dương một vị trí khá đắc địa ngay sát cửa hậu thông ra bãi đất trống, để nhỡ có biến thì anh Dương tiện bể thoát thân. Tuy nhiên thằng Hitler hay chơi những trò ác nhân thất đức và mất dạy. Có hôm Thích Phá Giới ngồi gần Tẩm Dương, hai game thủ đang tập trung vào trận tống kim máu lửa mà không biết gì xung quanh. Lúc này Hitler không còn máy để chơi nên đi lại giở trò quậy phá. Nó lấy vạt áo của Thích Phá Giới cột vào chân anh Dương rồi chạy ra chợ hớt lẻo với Lan già là anh Dương đang ở nhà dung tủ lấy tiền chơi game. Chị Lan tưởng thật, vác đòn gánh chạy về nhà tìm chồng. Nhắc thấy bóng vợ, anh Dương ba chân bốn cẳng xô ghế bỏ chạy. Cơ mà thằng Hitler nó cột anh với Thích Phá Giới làm anh cũng lôi luôn thầy bật ngã ngửa ra sau. Quả đầu Thích Phá Giới phang luôn vào góc bàn, máu phun có vòi đỏ lên áo. Thế là ác tăng bật chế độ auto chửi tam đại anh Dương. Chị Đàn lúc đó cũng vừa tới phang nhiệt tình: tội nghiệp anh Dương bị cột với Thích Phá Giới không chạy được, thành thử phải đưa người ra đón lấy những quả côn rất chất lượng từ chị Lan. Mấy nhát đầu anh còn vẫn được khí công để kháng đòn, đến tầm cây thứ ba thì anh xỉu mẹ hẳn, người đéo thể tự khí kháng đòn được nữa. Anh bỏ ra chụp lấy Thích Phá Giới đang ôm đầu máu, lấy thầy làm bìa đỡ đạn, làm thầy cũng ăn mấy côn của chị Lan, ọc cả đậu phụ. Đánh xong, chị Lan còn lễ phép vái thầy ba vái, bảo: mô Phật, thầy cứ để con đánh chết nó đi, chứ đỡ đòn cho nó làm chi. Thích Phá Giới mếu máo: thầy có đỡ đéo đâu, mày không đánh chồng mày mà nhà thầy phang thì có. Sau vụ đó, Thích Phá Giới băng đầu trắng hiếu, tay bị đánh què làm tối đánh liên đấu, Thích Phá Giới phải dùng chân nhấp mà nà. Thành ra 8 trận thầy thua cả 8. Thích Phá Giới gào chửi om sòm, nửa khu phố nghe thấy. Rồi thì có hôm ở trường đánh nhau, chả biết đánh đấm thế nào mà ông trời con tương mẹ nửa viên gạch chỉ vào đầu thằng bạn. Ông bố nó nội khí sùng thiền lên trường lùng bắt. Lè cả sợ, thế là nó lừa cả gia trang tôi vào chồng các bác ạ. Số là khi thấy ông phụ huynh kia mặt đỏ như quan công, chu chéo: Hitler là thằng nào? Thì nó tự hiểu cơ sự này là hỏng mẹ rồi. Nó vứt cả cặp, nhanh chân trèo tường phóng về gia trang. Lúc này tầm 4 giờ chiều, còn một tiếng nữa là tan học. Ông nhõi mặt cắt không còn hột máu chạy về mách Tẩm Dương là khi nãy giờ ra chơi nó có chạy vào tiệm internet gần trường đánh võ lâm. Trời xui đất khiến săn con bót sát thủ lượm được cây huyền thiết kiếm hút nội lực 5%. Trong quán lúc đó có một ông gạ gẫm mua lại cây kiếm với giá 1 củ. Nó giao dịch xong thì ông kia bùng tiền đại loại thế, và giờ nó cần một người đi đòi lại công đạo cho nó, và sau đó tiền bán sẽ được chia đều. Phải nói chàng hồ danh là quý tử nhà Tẩm Dương, một thằng bán trời không văn tự. Tôi đồ rằng thằng này sinh ra đéo gặp thời, chứ không nó đã phân lô bán nên cả cái đất nước này rồi. Ông nhõi còn bịa chuyện đi như thật, mặt tỉnh keo, không vóc váp, không chút mâu thuẫn. Tẩm Dương nghe nói bảo huyền thiết kiếm hút nội lực 5% giá 1 củ
thì còn chửi nó là ngu, không biết gì. Cây ấy mà để anh làm giá thì ít ra cũng được gấp đôi chứ đéo đùa. Nhưng thôi, không quan trọng, bây giờ là tới quán nét đòi lại đồ đạc đã. Thập đại dị nhân nghe chuyện thì cũng nhất trí. Hải gióng lão anh hùng thì lên tiếng: gì thì gì, cũng không thể để đồng đạo của chúng ta bị hiếp đáp. Hơn nữa Hitler thiếu hiệp cũng đã có thiện ý cơ đểu giá trị vật phẩm. Vì vậy, luận công hay tư, anh em ta cũng nên góp sức. Hoài Linh thì có vẻ thận trọng hơn, anh bảo: lịp bẹ, sao tôi thấy chuyện này có vẻ cứ đéo ổn dư lão ấy mấy ông ạ. Có khi nào ông nhõi kia lừa mình không? Hitler nghe vậy thì sụt sịt, ra vẻ thống hận lắm, bảo rằng: chuyện như vậy ai mà đi thèm lừa, mọi người sợ lừa thì thôi, để con đi tìm người khác vậy. Thích Phá Giới nghe vậy thì phải vuốt giận: thôi thôi, thầy là thầy hiểu mày, để đấy bọn người lớn chúng tảo tính, yển trí. Nói rồi, chúng dị nhân cắp đít theo sau Hitler đòi kiếm. Lại nói, lúc này ở trường, trong lớp của thằng Hitler đã khá náo loạn. Ông kia yêu cầu cô giáo chủ nhiệm phải liên hệ ngay phụ huynh của thằng Hitler lên trường để giải quyết vụ ẩu đả. Cô giáo bất đắc dĩ mới gọi điện về cho Lan Già thông báo tình hình của thằng quý tử nhà chị. Lan Già hay tin thì xì khùng, tóc tai dựng ngược, vác đòn gánh chạy về gia trang tìm anh Dương để cùng lên trường thành lý môn hộ thằng nghịch tử. Khi chị tới gia trang thì anh Dương đã bị thằng Hitler dụ đi rồi. Chị lại tức tốc phóng lên trường. Đám người của gia trang vừa lên tới nơi thì đụng ngay ông kia. Hitler nhanh mồm bảo: tên đó đó. Thằng con ông kia cũng la lên: thằng Hitler kìa bố ơi. Thế là hai bên sát vào. Tầm Dương ỷ người đông thế mạnh, lịt vẹ ngay ông kia. Hắn tử kia cũng không phải dạng vừa. Khi anh Dương vừa nói xong thì bị tọng một đấm vào mồm, văng ngay ra ngoài vạch 5m50, nhè cả tường ớt. Hải gióng thấy đối phương manh động thì lập tức chụp tay ông kia lại bảo: khoan khoan, có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động sức. Ông kia chỉ tay thẳng vào thằng Hitler, trình bày qua một lượt. Hải gióng gật gù xem ra đã hiểu câu chuyện, nhưng bác đang cố bấm bụng để không phát ra tiếng cười. Vì lịt mẹ Tẩm Dương lại bị thằng ôn con sỏ mũi rồi, ngu chưa? Lúc này Lan Già cũng vừa tới, liếc nhìn sang bên cạnh thì chồng chị là anh Dương đang nằm thẳng cẳng vì trúng một chiều đạt mà độ giang. Chị Lan vốn từ đầu đã được cô giáo chó biết rõ đầu đuôi. Không nói không rằng, chị phăng cả cây đòn gánh vào người ông trời con Hitler. Hitler bị ăn đòn nhảy như ngựa, toan tìm đường tẩu thoát. Nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Khi Hitler chuẩn bị thoát khỏi sự truy sát của Lan Già, thì có một cánh tay từ dưới đất thò lên, tóm lấy chân ông tướng, khiến nó ngã rúi rụi. Chị Lan chỉ đợi có thế, liền cho một cơ số đòn gánh vào mông Hitler. Hitler bị ăn đòn, người cong lên như còn tép, là oải oái chửi: lịt vẹ mày, tưởng dâm. Té ra người ra tay là anh Dương. Anh bị ăn đòn bò lê bò càng, nhưng tai thì vẫn linh hoạt hoạt động tốt. Thành ra nãy giờ đầu đuôi câu chuyện anh nghe tuốt. Anh hận thằng nghịch tử mất dạy báo hại anh ăn đòn. Anh hận mình ngu khi không lại ăn đòn oan, trong khi đáng lẽ giờ này khối đứa đang phải sấp mặt lờ với anh trong chiến trường Tống Kim. Và thế là nhất quyết không để cho nó chạy. Anh vồ lấy ngay Hitler. Kết quả ông nhõi con ăn đòn bẹt đầu, khóc lóc ỉ ôi. Mẹ đúng là nghe lời Hitler thì có cả họ đi ăn cắp. Sau vụ đó, anh Dương bỏ về gia trang. Anh mất một cơ số tiết, mà số anh có quý nhân phò trợ nên cũng đéo ngán. Và quý nhân ở đây không ai khác vẫn là Hitler. Nó bảo nó cũng ân hận lắm
nên sắp đến Tết rồi, nó với anh hùn vốn kinh doanh. Té ra ông nhõi con rủ ông bố đi bán pháo. Hai ông tướng dung tủ lan già, lấy tiền mua pháo, rồi mang ra cổng trường bán ăn tiền lời. Hải gióng đùa bảo: "À, hai bố con nhà này sắp thành bù nét màn mẹ rồi, giả Tết mua ô tô chứ đéo đùa." Cơ mà anh Dương tính lười, để được thằng con trai thì cũng lười gấp 3 lần anh. Mua được pháo rồi thì ông bố nạnh ông con nạnh ông bố, ông nào cũng mải mê chơi game nên không ông nào chịu đi bán. Cuối cùng phải chia lịch ra, 9 giờ ra bán, 11 giờ về ăn trưa rồi làm trận tống kim, chiều 3 giờ lại ra bán pháo. Nắng quá thì thôi, còn nếu mưa thì cũng đéo bán. Phương châm bán hàng của bố con anh là nắng nghỉ mưa ngủ. Đến ngày chốt đơn thì lời được 20k tiền pháo. Anh Dương với nó mua cái thẻ cào nạp kim nguyên bảo định bán cửa đôi. Anh Dương tính kẹt xỉ, giá sàn kim nguyên bảo lúc bấy giờ là 250 vạn một viên. Anh dáng kỳ kèo lên được 255 vạn với lý do kiếm thêm tí tiền mua mana. Cuối cùng chốt đơn, ông kia giao dịch cho anh 255 lượng. May sao thằng Hitler phát hiện kịp thời, hủy giao dịch. Anh Dương chửi thằng lừa đảo như phá mả. Huy động thập đại dị nhân cùng giao, ông kia lặn sủi không tăm. Thằng Hitler để cho chắc gạo mới quẳng cho anh 130 vạn và lấy lại viên kim nguyên bảo, vì đéo thể tin tưởng Tẩm Dương được. Anh cũng hoan hỉ giao dịch với nó, kệ, cũng là có lời rồi. Có tiền anh gom lại huyền tinh khoáng thạch, thứ mà đến thời điểm đó vẫn đéo ai biết dùng để làm gì. Nhưng anh Dương bảo, làm ăn lớn thì phải mạo hiểm, phải đi trước thời đại. Thế là có bao nhiêu anh đi gom sạch, mà toàn huyền tinh khoáng thạch cấp 1. Cái này lúc đó chỉ có đánh hạt giống hoa hồng mới ra. Anh mua giá 80 vạn, anh bảo: "Rồi mấy ông xem, 2 tuần nữa một viên này đổi một kim nguyên bảo nhé." Thật ra thời đó thông tin giác nó đầy rẫy, nên khi chơi game rất nhiều kẻ lợi dụng tung tin giả để nâng giá. Chưa kể các website võ lâm cũng giả không ít, cho nên anh Dương bị lừa cũng không phải là điều quá khó hiểu. Anh Dương bán hết tài sản, gom đầu tầm 200 viên huyền tinh khoáng thạch cấp 1. Anh đồ rằng tầm này, 2 tuần nữa sẽ lập bang, sẽ tuyển người công thành. Anh sẽ cho cả gia trang này sáng mắt. 2 tuần sau, Vinagame ra thông tin về trang bị tím. Và đúng là huyền tinh khoáng thạch có giá thật, nhưng đó là loại cấp 3 trở lên. Còn cấp 1 thì nhan nhản, vứt đi không ai thèm lấy, vì làm giã tẩu là có. Rất nhanh, 200 viên huyền tinh một của anh Dương trở thành đống xít. Anh bỏ vốn khá nhiều nên nhẽ anh hơi sốc. Anh PM tần số thế giới chửi nhà phát hành. Thấy còn chưa đủ độ phê, anh gọi thẳng đường dây nóng, chửi đích danh ngài Lê Hồng Minh, lão anh hùng của VNG. 7 giờ sáng hôm sau, tài khoản anh Dương được lão anh hùng ưu ái, khóa hẳn 1 tuần lễ, kèm theo lời nhắn nhủ: "Nếu tái phạm thì ra đảo vĩnh viễn." Thích phá giới chửi: "Anh ngu, đéo thể đỡ được ha, Vâng, trên đây các bạn vừa đến với phần tiếp theo của Võ Lâm Bữa Chuyện, Hitler và cây huyền thiết kiếm hút nội lực 5%. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay nhớ like và chia sẻ giúp cho cu phèo, chứ lượng view ít quá thế này mình cũng rất nản luôn các quý bằng hữu ạ. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.